Phần 2. Vào một sáng tháng 5, năm 1862 ấy, khi chuyến xe lửa mang nàng lên miền Bắc, Coghlan nghĩ thầm chắc Atlanta không đến nỗi nào buồn thảm như Charleston và Savannah. Và mặc dù chẳng thích cô Kitty Pat và Melanie, nàng cũng tò mò nhìn ra phía trước để xem thành phố đã thay đổi ra sao sau ba lần tham viếng cuối cùng của nàng vào mùa đông trước khi có chiến tranh. Atlanta luôn là nơi yêu thích đối với nàng hơn bất cứ thành phố nào khác, vì từ lúc bé nàng đã được nghe ông Graham bảo rằng nàng và Atlanta cùng một tuổi với nhau. Khi lớn lên, nàng khám phá ra rằng ông Gerard đã nói hơi quá sự thật phần nào vì thói quen muốn phong phú hóa câu chuyện của ông. Atlanta chỉ hơn nàng 9 tuổi, và điều này làm cho thành phố vẫn còn trẻ trung một cách lạ thường so với những thành phố khác mà nàng được biết. Savannah và Charleston thật xứng đáng với cái tuổi của chúng, một đã ở thế kỷ thứ 2 và một đang bước vào thế kỷ thứ 3. Và dưới đôi mắt trẻ trung của nàng, chúng lúc nào cũng như những tổ mẫu phe phẩy quạt một cách bình lặng dưới ánh mặt trời. Nhưng chính Atlanta mới thuộc về thế hệ của nàng, xanh chua đúng nghĩa loại trẻ trung, ương ngạnh và sôi động như chính nàng. Chuyện ông Grant kể dựa trên sự kiện nàng và Atlanta cùng được đặt tên trong một năm. 9 năm trước khi nàng ra đời, thành phố đầu tiên mang tên là Terminus, rồi sau đó là Martha'sville, và nó chỉ được chính thức gọi là Atlanta vào năm Scotland được sinh ra. Ngày ông Grant lên miền Bắc Georgia, chẳng có một Atlanta nào cả. Ngay cả cái bề ngoài cho ra vẻ một ngôi làng cũng không, và đất đai hoang dại. Nhưng năm sau, 1836, chính phủ cho phép thành lập một đường xe lửa theo hướng Tây Bắc, xuyên qua lãnh thổ của thổ dân da đỏ Cherokee, vừa nhượng lại. Tiết lộ dự định chạy tới Tennessee và miền Tây thật là rõ ràng và xác định, nhưng khởi điểm đặt tại Georgia vẫn còn lờ mờ, cho đến một năm sau. Một nghiên kỹ sư cắm một cây tiêu trong đất sét đỏ, đánh dấu phần cuối cùng của con đường nơi miền Nam. Và Atlanta chào đời với cái tên Terminus bắt đầu mở mang từ đó. Lúc ấy chưa có xe lửa ở miền Bắc Georgia, còn các nơi khác thì rất ít. Nhưng trong những năm trước khi ông John thành hôn với bà Ellen, một xóm định cư nhỏ bé cách Tara 25 dặm về phía Bắc, đã bắt đầu mở mang thành một ngôi làng, và thiết lộ cũng từ từ tiến về phía Bắc. Rồi thì kỷ nguyên thiết lộ thực sự bắt đầu, từ đô thị cố cựu Augusta, một con đường sắt thứ nhì dương về phía Tây, ngang tiểu bang để tiếp liền với con đường mới đi Tennessee. Từ thành phố Savannah và Nua, thiết lộ thứ ba đầu tiên đến Macon, ngay trung tâm Georgia, và sau đó chạy lên miền Bắc xuyên qua hạt của ông Graham đến Atlanta, tiếp giáp với hai thiết lộ hướng về miền Tây. Từ một giao điểm như Atlanta trẻ trung, người ta thiết lập một thiết lộ thứ tư theo hướng Tây Nam đến Montgomery và Mobile. Được sinh ra bởi một thiết lộ
Atlanta bành trướng theo đà mở mang thiết lộ đó. Với sự hoàn tất bốn con đường, Atlanta bây giờ được nối liền với miền Tây, thông với miền Nam, miền Duyên Hải, và qua Augusta, nó còn được nối liền với miền Bắc và miền Đông. Nó đã trở nên ngã tư du hành của bốn miền, và ngôi làng béo nhỏ đã nhảy vọt một bước dài. Không cần nhiều năm tuổi hơn tuổi 17 của Scarlett, Atlanta vươn mình từ một cây cọc cắm xuống đất thành một tiểu đô thị thịnh vượng với 10.000 dân, khiến cho toàn quốc chú ý. Những thành phố lâu đời hơn, êm đềm hơn, nhìn cái tân đô thị náo nhiệt đó với cảm nghĩ của một con gà mái ấp sâu vịt con. Tại sao nó khác xa những đô thị khác của Georgia? Tại sao nó phát triển quá mau như vậy? Chỉ vì nó hoàn toàn không có gì cả để phó thác ngoài mấy thiết lộ và một đám dân chúng biết nỗ lực xây dựng. Những người đã thiết lập ra các thành phố lần lượt được gọi là Terminus, Martinsville và Atlanta đúng là những người biết vươn lên. Không mệt mỏi, những người kiên trí đó, từ những phần đất xưa cũ của Georgia và từ những tiểu bang xa hơn nữa, đã tụ tập lại, thành phố càng ngày càng mở rộng ra xung quanh giao điểm của các thiết lộ trong lòng nó. Họ đến với nhiệt tâm, họ thiết lập những cửa hàng gần nhà ga, nơi năm con đường bùn lầy đất đỏ gặp nhau. Họ xây những ngôi nhà tráng lệ dọc theo đường Whitehall, Washington và dài theo dòng đất cao ráo, nơi liên tiếp nhiều thế hệ vết dày của dân da đỏ đã tạo thành một con đường mòn, gọi là đường mòn cây đào. Họ rất kiêu hãnh về thành phố của họ, về sự phát triển của nó, tự đắc vì chính họ đã góp phần mở mang cho nó. Hãy để cho những đô thị già nua muốn gọi nó là gì tùy ý, Atlanta không hề quan tâm tới. Scarlett bao giờ cũng thích Atlanta vì chính những lý do mà Savannah, Augusta và Macon đã kết án nó. Giống như chính nàng, đô thị này là sự pha trộn giữa mới và cũ ở Georgia, trong đó cái cũ thường bị đè bẹp trong những cuộc xung đột với cái mới ngoan cố và nhiều nghị lực hơn. Hơn nữa có một cái gì riêng tư khiến nàng cảm động đối với một thành phố đã ra đời, hay ít nhất là đã được đặt tên cùng một năm với nàng. Đêm qua, mưa to gió lớn, nhưng Scarlett vừa tới nơi, Atlanta đã ấm áp trở lại. Ánh nắng đang cố gắng hong khô mấy con đường quanh co, đã biến thành mấy lọt nước đỏ ngầu sau cơn mưa. Khoảng trống xung quanh nhà ga lầy lội và lồi lõm bởi sự qua lại không ngớt của hành khách và hàng hóa đến nỗi trông giống như một chuồng heo khổng lồ. Đây đó vài chiếc xe đã mắc lầy đến trục bánh, xe nhà binh, xe cứu thương đậu thành một hàng dài không gián đoạn, đang tiếp nhận và gửi đi các hàng hóa cùng thương binh nơi một chiếc xe lửa càng làm cho bùn đất lầy lội hơn. Mấy người xà ít chửi rủa luôn miệng và bước chân của mấy con la bắn văng bùn tung tóe. Scarlett đứng trên bậc thang thấp nhất của toa xe lửa, hơi xanh, mặt xinh xắn trong trang phục màu đen, khăn tang phất phới gần đụng gót. Nàng hơi do dự, không muốn giẫm giày và nhún vạt áo trong bùn. Nàng nhìn qua những cổ xe ngựa lẫn lộn hai bánh và bốn bánh, tìm cô Pitipat, nhưng chẳng thấy người đàn bà mập mạp với đôi má hồng hào ấy. Trong khi nàng đang sốt ruột, đảo mắt, thì một lão da đen gầy còm, nón cầm tay, râu màu muối tiêu, cùng cách trang trọng bước qua dũng bùn, tiến về phía nàng. Có phải bà là Scarlett không? Tôi là Peter, xã ít của bà Petey. Bà đừng đặt chân xuống bùn. Ông ta nói như ra lệnh khi thấy Scarlett vén áo, sửa soạn bước xuống. Bà cũng yếu như cô Petey, cô ấy giống như con nít, hãy chân ướt là bị đau ngay. Bà để cho tôi ẵm bà qua. Ông nấc Scarlett lên thật dễ dàng, mặc dù người ông quá gầy và đã khá trọng tuổi. Thế còn Prissy đang bế cho bé đứng trên sàn xe, ông ngừng lại. Con bé giữ còn nhỏ đó phải không, bà Scarlett? Nó còn nhỏ quá,
Làm sao coi chừng con cậu Sox được? Nhưng thôi, hãy tính sau. Con nhỏ kia, đi theo ta. Đừng làm ngớ cậu nhỏ nghe không? Scarlett cứ để yên cho ông ẵm ra cổ xe và ngoan ngoãn nghe những lời chỉ trích của ông về nàng và Prissy. Lúc họ vượt qua đám bùn với con Prissy cầu ngầu theo sau, nàng nhớ lại những điều mà Sox đã nói về bác Peter này. Bác tham dự suốt trận đánh lễ tay cờ với ba, xoan sót khi người bị thương, thật ra là chính bác đã cứu ba thoát chết. Chính bác Peter đã nuôi đấng anh và chị Melanie vì tụi anh còn nhỏ xíu lúc ba má qua đời. Cô Petey không hợp với chú Henry, nên trong thời gian đó cô sống chung với tụi anh. Cô chẳng được việc gì cả, giống như một đứa trẻ to xác ngoan ngoãn vậy thôi, và bác Peter đối xử với cô như con nít vậy. Cũng vậy, cô chẳng làm nổi một việc gì dù để tự cứu mạng mình, nên bác Peter phải gánh vác mọi việc. Chính ông là người đã quyết định tăng thêm trợ cấp cho anh khi anh 15 tuổi, và yêu cầu cho anh được học ở Harvard khi anh qua hết trung học, trong khi chú Henry thì muốn anh vào đại học của tiểu bang, và ông cũng quyết định là Melly đã đến tuổi phải dấn tóc lên và được đi dự tiệc tùng. Ông còn nói cho cô Petey biết khi nào trời lạnh hoặc ẩm quá thì không thể đi thăm viếng ai, và nhắc cô khi nào phải toàn khăn. Bác ấy là người lâm lợi và tận tụy nhất trong số những người da đen mà anh từng biết. Chỉ phiền một điều là bác tài kiếm trọn cả ba người chúng anh, cả thể xác lẫn linh hồn. Chắc bác cũng biết rõ điều ấy. Những lời của Sox được xác nhận ngay khi bác Peter leo lên xe và cầm lấy ngọn roi. Cô Petey không được khỏe nên không thể đi đón bà. Cô sợ bà không hiểu, nhưng tôi nói với cổ rằng cô và bà Melly sẽ bị bùn đất làm dơ hết mấy cái áo mới, và tôi giải thích với bà điều đó. Bà Scarlett, bà nên ẵm đứa nhỏ thì hơn, con mọi này làm gớt cậu nhỏ bây giờ. Scarlett nhìn Prissy và thở dài. Prissy không tham nổi nhiệm vụ vú em, nó vừa được lên chức từ một đứa bé da đen gầy ốm với chiếc váy ngắn, trở thành nghiêm trang hơn với cái áo dài bằng vải trúc bâu và cái khăn trắng bịt đầu. Chức vụ mới làm nó lúng túng, không bao giờ nó được địa vị cao quý ấy sớm như vậy, nếu không vì nhu cầu chiến tranh và sự đòi hỏi của ban quân nhu đối với Tara, khiến cho bà Ellen quá bận rộn đến nỗi không thể để Mami, Vince, ngay cả Rosa hay Tina theo Scarlett. Con Prissy chẳng bao giờ rời Tara hay theo Fox quá một dặm, và chuyến du hành bằng xe lửa, thêm vào đó sự đặt cách thăng chức vú em đã hơi quá đối với bộ óc ấu trĩ chứa đựng trong cái sọ bé xíu đen đuổi của nó. Cuộc hành trình 25 dặm từ Jonesboro đến Atlanta đã làm cho nó quá kích động đến nỗi Scarlett phải luôn luôn trông chừng đứa bé. Bây giờ nhìn thấy quá nhiều cao ốc và dân chúng đông đảo, Prissy càng hoang mang hơn. Nó không ngớt quay qua quay lại chỉ rõ nhấp nha nhấp nhõm và sốt đứa nhỏ tới nỗi nó phải gào lên thảm hại. Scarlett tiếc là không có cánh tay mập mạp của Mami ở đây. Bà chỉ cần ẵm đứa nhỏ lên là nó nín ngay. Nhưng Mami phải ở lại Tara, còn Scarlett thì không quên dỗ con. Nàng có ẵm thằng bé cũng vô ích. Nó sẽ mất lớn hơn khi nàng bồng nó. Đã vậy, nó sẽ còn bứt mấy sợi dây băng trên nón, và chắc chắn nó sẽ làm ngăn áo nàng. Nàng vờ như không nghe lời khuyên của bác Peter. Có thể một ngày kia mình sẽ biết về trẻ con, nhưng chẳng bao giờ mình thích vui đùa với chúng. Scarlett bực mình nghĩ về chuyện đó, trong khi chiếc xe lắc lư cố gắng vượt qua dũng lầy quanh nhà ga, và cho tới lúc mặt bé quỳ tái nhát vì đã khóc hết hơi, nàng gắt gỏng bảo. Prissy, đưa cho nó cái núm vú trong túi này đi, miễn sao cho nó nín. Tao biết nó đói rồi, nhưng bây giờ chẳng làm gì được đâu. Prissy lấy cái núm vú mà Mami mới trao cho nó hồi sáng, và đứa bé liền nín khóc. Được yên tĩnh trở lại và với những cảnh tượng mới mẻ mà nàng vừa thấy, Scarlett bắt đầu cảm thấy vui vui. Khi chiếc xe ra khỏi dũng bùn, tiến vào đường cây đào
nàng tìm lại được cảm giác yêu đời đã mất mát mấy tháng qua. Thành phố đã phát triển quá đồ sộ, nó không còn như khi nàng đến lần cuối vào năm trước. Nàng không ngờ nổi là thị trấn Atlanta nhỏ bé kia lại thay đổi nhiều đến thế. Năm trước, bị chi phối bởi quá nhiều phiền muộn riêng tư, bởi bực mình khi nghe nhắc đến chiến tranh, nàng đã không biết rằng ngay những phút đầu chiến tranh bùng nổ, Atlanta đã biến đổi rồi. Cũng chính những tiết lộ đã biến thị trấn này thành giao điểm của mọi dịch vụ thương mại trong thời bình. Bây giờ là những con đường chiến lược sinh tử, nằm thật xa chiến tuyến, thành phố và hệ thống tiết lộ của nó đã làm một vạch nối giữa hai đạo quân của Liên bang miền Nam, đoàn quân Virginia với đoàn quân Tennessee và Tây Bộ. Ngoài nơi gặp gỡ của các đạo quân với miền cực Nam, Atlanta còn là một căn cứ tiếp liệu. Để đáp ứng nhu cầu chiến tranh, Atlanta biến thành một trung tâm sản xuất, một tổng y viện và là một trong những kho dự trữ thực phẩm và quân trang quân dụng cho các đoàn quân ngoài hỏa tuyến. Scarlett nhìn quanh để nhớ lại cái thị trấn nhỏ bé mà nàng vẫn chưa quên. Tất cả đều thay đổi, cái thành phố hiện thời dưới mắt nàng, giống như một đứa bé chỉ qua một đêm đã biến thành một gã khổng lồ, tất bật. Atlanta nhộn nhịp như một tổ ong, hãnh diện vì đã đóng một vai trò quan trọng trong liên bang miền Nam, và làm việc ngày đêm để biến đổi từ lĩnh vực nông nghiệp sang địa hạt kỹ nghệ. Lúc chưa có chiến tranh, ở đây chỉ có lèo tèo vài nhà máy sợi, dệt nỉ, vài cơ xưởng và binh xưởng của miền Nam Maryland. Và đó là những gì mà miền Nam rất tự đắc. Miền Nam chỉ sản xuất ra những chính thức và chiến sĩ, nhà trồng trọt và bác sĩ, luật sư và thi sĩ, nhưng chắc chắn không đào tạo kỹ sư hoặc chuyên viên máy móc. Hãy để bọn dân kia chọn những nghề hạ tiện như vậy, nhưng bây giờ những hải cảng miền Nam đều bị pháo hạm giam kỳ ngăn chặn, chỉ có một ít hàng hóa từ châu Âu vượt được màn lưới phong tỏa đó, và miền Nam đành cố gắng chế tạo quân cụ lấy cho mình. Miền Bắc có thể kêu gọi thế giới cung cấp nhu yếu phẩm và binh sĩ cho quân đội của họ. Hàng ngàn người Á Nghĩa Lan và Đức hăng hái gia nhập quân đội Bắc Mỹ, miền Nam thì phải tự xoay sở lấy. Ở Atlanta, các xưởng đúc chậm chạp sản xuất các động cơ để chế tạo kiến cụ, thật chậm chạp vì nó chỉ có một số rất ít những máy móc có thể làm mẫu được, và hầu hết các bánh trớn và bánh xe răng cưa chỉ có thể tạo dựng theo những họa đồ của người Anh vượt dòng phong tỏa. Bây giờ có những bộ mặt lại trên đường phố Atlanta, và những công dân cách đây một năm thường vẫn tai khi nhận ra một giọng nói miền Tây. Bây giờ không thèm lưu ý tới những thứ tiếng xa lạ của người Âu đã vượt hàng rào phong tỏa để sang đây, chế tạo máy móc và sản xuất đạn dược cho liên bang miền Nam. Và nếu không nhờ tài năng của những người này, liên bang miền Nam đã phải gặp rất nhiều khó khăn trong việc chế tạo súng lục, súng trường, đại bác và thuốc súng. Dường như trái tim của thành phố cứ đập suốt ngày đêm, bơm súng cụ lên đường sắt cung cấp cho hai chiến tuyến. Xe lửa gầm thét ra vào thành phố suốt ngày. Từ những cơ xưởng mới xây cất, khói đèn tuôn nườm nượp trên những ngôi nhà trắng. Ban đêm, các lò vẫn đỏ lửa, tiếng búa còn vang dậy thật khuya sau khi dân chúng đã ngủ say. Những thửa đất bỏ trống năm trước, bây giờ trở thành các xưởng sản xuất yên cương và giày da, công binh xưởng sản xuất súng trường và đại bác. Nhà máy cán thép và nhà máy đúc làm đường sắt và toa xe hàng, để thay thế những thứ đã bị bọn dân kỳ phá hủy. Sau hết là những xưởng nhỏ chế tạo đinh thúc ngựa, hàm thiết ngựa, móc lều, nút áo, súng lục và gươm. Các lò đúc đã bắt đầu thấy thiếu sắt, vì chỉ có một số lượng sắt rất nhỏ vượt được rào phong tỏa. Riêng các hầm mỏ ở Alabama hầu như ngưng hoạt động, vì thợ mỏ đều ra ngoài chiến tuyến. Ở đây không còn rào sắt, nhà mát bằng sắt, cửa sắt, hay đến cả những tượng sắt trên sân cỏ cũng không, vì tất cả đều sớm chui vào các lò nấu kim khí trong nhà máy cán kim loại. Dọc theo đường cây đào và các đường lân cận đều có các bộ chỉ huy của các binh chủng.
gian phòng nào cũng đơn nhẹt những người mặc đồng phục, lính quân nhu, truyền tin, quân bưu, vận tải, thiết lộ và quân cảnh. Ở ngoại ô có những trạm cấp ngựa, nơi đây la và ngựa được nhốt trong những chuồng rộng lớn, và hai bên đường là những y viện. Theo lời của bác Peter Scarlett, có cảm tưởng rằng Atlanta chỉ là thành phố của thương binh. Người ta không thể đến biết bao nhiêu những bệnh viện tổng hợp, bệnh viện truyền nhiễm và trung tâm hồi phục. Và mỗi ngày, xe lửa lại càng ngang từ Five Points về những thương binh và bệnh binh. Thành phố nhỏ không còn nữa, và bộ mặt của đô thị tiến bộ nhanh chóng này đã trở nên nhộn nhịp, hoạt động không ngừng nghỉ. Cảnh tượng náo nhiệt đó đã làm cho Scarlett, vốn quen thuộc với cảnh nhàn rỗi và yên tĩnh, muốn ngừng thở dù nàng vẫn yêu thích nó. Một không khí sôi động bao trùm thành phố, làm cho nàng cảm thấy chới giới, dường như nhịp tim gấp rút của thành phố đang cùng một nhịp đập với tim nàng. Lốp chiếc xe chồng chành vượt qua những hố bùn một cách chậm chạp để hướng về phố chính, nàng ghi nhận một cách thú vị các cao ốc và những khuôn mặt mới. Lề đường chợt nít những người mặc quân phục, đeo đủ cấp hiệu và huy hiệu của ngành mình. Con đường hẹp đã chen chúc xe cộ, xe bốn bánh, xe mui trần, xe cứu thương, xe có mui che của quân đội, với những gã phu xe thô lỗ luôn miệng chửi rủa mấy con la, đang cố rút chân ra khỏi chỗ lún. Các quân bưu dương mặc đồng phục sáng phóng thật mau trên đường làm bùng bắn tung tóe. Họ di chuyển từ bộ chỉ huy này sang bộ chỉ huy khác, mang các mệnh lệnh về các điện tính hỏa tốc. Những người vừa hồi phục, khập khiễng trên cặp nạn, thường thường có một bà đi kèm theo với vẻ lo âu. Tiếng kèn, tiếng trống, khẩu lệnh gian gian từ các thao trường, nơi đang huấn luyện các tân binh. Và Scarlett bỗng nghẹt thở khi lần đầu nhìn thấy bộ quân phục màu xanh của quân dân kỳ, lúc bác Peter đưa ngọn roi chỉ về phía một đoàn quân thất thểu bị lùa về qua xe lửa để trở tới trại giam, dưới sự canh gác của một toán binh sĩ liên bang miền Nam, lưỡi lê gắn đầu súng. Ồ, mình bắt đầu thích sống ở đây rồi, thật là náo nhiệt và thích thú. Lần đầu tiên kể từ ngày dự dạ yến, Scarlett cảm thấy hài lòng thực sự. Thật ra thành phố còn sống động nhiều hơn nàng tưởng, ở đây đã có tới vài chục quán rượu, và theo sau quân đội là hàng loạt gái điếm tràn vào, rồi các nhà chứa mọc lên như nấm, đầy khuyết đảm cho bao nhiêu người mộ đạo. Mỗi khách sạn, mỗi nhà trọ và mỗi tư gia đều chật ních những người khách phương xa tới để thăm viếng và săn sóc thân nhân bị thương, đang được cứu chữa trong các bệnh viện to lớn của Atlanta. Không tuần nào là không có những hội hè, những cuộc khiêu vũ, các buổi tổ chức từ thiện và vô số lễ cưới gấp rút vì chiến tranh, với các chú rể được nghỉ phép mặc quân phục bóng ngời, màu xám diềm vàng, cùng các cô dâu lộng lẫy trong lớp nhung lụa lọt qua được màn lưới phong tỏa, đem về từ các chuyến tàu. Họ đi qua hàng rào danh dự với hai hòn gươm tuốt trần giao nhau ở bên trên, họ uống sâm banh và sụt sùi khóc chia tay. Đêm đêm những con đường hai bên có nhiều cây rậm, luôn luôn rộn rịp tiếng bước chân khiêu vũ và tiếng dương cầm thánh thót từ các phòng khách vang ra với các giọng ca cao vút hòa lẫn với những giọng ca ồ ề của các binh sĩ được mời tới cùng sướng họa những nhạc khúc bi ai, chẳng hạn như tiếng kèn hưu kiếm và thư em tới nhưng trễ mất rồi, còn là những điệu hoài cảm dễ khiến cho những cái chưa hề biết khóc và đau khổ thực sự cũng rơi nước mắt. Trong khi chiếc xe tiếp tục lăn bánh trên con đường lầy lội, Scarlett hỏi không ngớt miệng, và bác Peter luôn luôn trả lời với ngọn roi chỉ rõ đó đây, hãnh diện phô bày sự hiểu biết của mình. Đó là công binh xưởng đó thưa bà. Dân, ở đó mới có súng. Ồ không, thưa bà, đó không phải là tiệm buôn, mà là các văn phòng coi về việc phong tỏa. Coi nào, bà Scarlett, bà biết đó là cái gì không? Đó là chỗ mấy người ngoại quốc tới mua bông vải của mình, rồi từ Charleston và Wilmington đem bán ra ngoài, và chờ trở về với thuốc súng đó. Không, thưa bà, tôi không rõ
họ là người nước nào? Cô Bixi nói, họ là người Ái Nhĩ Lan nhưng không ai biết họ nói gì. Đúng đó thưa bà, khói dữ quá và làm hư hết mấy tấm màn tơ của cô Bixi. Khói đó là của lò đúc và xưởng tráng kim khí đó. Trời ơi, ban đêm nó kêu ầm ầm không ai ngủ được. Không được đâu, tôi không thể dừng xe để cho bà xem đâu. Tôi đã hứa với cô Bixi là sẽ đưa bà thẳng về nhà mà. Bà Scarlett, bà chào người ta đi. Đó là hai bà Meriwether và Elsie. Người ta đang chào bà đó. Scarlett mơ hồ có hai bà mang tên đó đã từ Atlanta tới Tara dự lễ cưới của nàng, và họ đều là bạn thân của cô Pittipat. Nàng mau mắn quay người lại cúi chào, hai bà đang ngồi trên một chiếc xe trước một tiệm hàng giải. Chủ tiệm và hai nhân công đang đứng trên lề đường, trình bày một lô sắp hàng ôm trên tay. Bà Meriwether, người cao lớn và mập mạp, đã xuýt thắt đai yếm quá độ đến nỗi ngực bà nhô ra trông chẳng khác mũi tàu. Tóc đã xám như màu sắc, bà lại còn quấn thêm vào một cuộn tóc giả màu nâu, bất cần để ý đến chuyện hai sắc tóc đối chọi nhau kỳ dị. Khuôn mặt tròn trịa hồng hào của bà biểu lộ tính tình chất phát lanh lợi, đồng thời cũng phản ánh thói hay sai khiến. Bà Elsin còn trẻ hơn, dốc người mảnh khảnh, đã một thời là hoa khôi, vẫn giữ được đôi chút vẻ tươi mát còn sót lại, với dáng điệu cải cách thông lịch. Hai bà này và một bà khác mang tên Whiting đều là những trụ cột của Atlanta. Họ cai quản ban ngôi giáo đường, trông coi luôn các hàng tu sĩ các ca đoàn và những người trong giáo khu. Họ tổ chức những buổi lễ phước thiện và chủ tọa các hội mang giá, điều khiển các cuộc dạ vũ và những buổi ăn ngoài trời. Họ lại còn phân định đám nào xứng đôi dừa lứa, đám nào không. Họ cũng biết kẻ nào đã lén lút uống rượu, những ai sắp có con và tới lúc nào thì sinh. Họ là những người biết rõ từng chi tiết về xã hội của mọi gia đình ở Georgia, Nam Carolina và Virginia, và bất cần để ý tới những người ở những tiểu bang khác, vì cho rằng ngoài ba nơi vừa kể, chẳng còn một chỗ nào có được một ai xứng đáng. Họ thêm luôn cả việc nhận định thế nào là hạnh kiểm đáng khen và thế nào là những hành vi xấu. Điều đáng nói là họ chẳng bao giờ quên phát biểu ý kiến riêng, tự cho đó là mực thước. Bà Meriwether thì lúc nào cũng rống to, bà Elsin thì bằng một giọng kiểu pháp lê thê, còn bà Whiting thì cứ như thì thầm một cách chán chường ra điều, mình không mấy thích nói tới những chuyện đó. Cả ba bà đều ghét nhau, và không bao giờ tin cậy lẫn nhau, y hợp tình trạng của các chức chính quan trong tổ chức tam đầu chế đầu tiên ở La Mã, và sự liên kết của họ có lẽ cũng vì nguyên do đó. Bà Meriwether mỉm cười. Tôi đã nói với Pitty là tôi sẽ mượn cháu ra làm việc trong bệnh viện của tôi. Nhớ đừng có hứa với bà Meda hay bà Whiting nha. Thưa, không đâu. Scarlett trả lời, chẳng nghĩ gì tới ý nghĩa câu nói của bà Meriwether mà chỉ cảm thấy ấm áp vì được săn đón và mời mọc. Nàng nói tiếp, rất mong được gặp lại bà. Xe tiếp tục lăn bánh và phải ngừng lại một lúc để nhường chỗ cho hai phụ nữ tay ôm những thúng đựng đầy băng cứu thương, dò từng bước một đi qua trên con đường dài trơn trượt. Đúng ngay lúc đó, Scarlett bỗng chú ý đến một người, mặc y phục sực sỡ trên lề đường, quá sực sỡ để mặc đi ngoài phố, với chiếc khăn choàng loại nỉ mềm mại câu cách lan dài chấm gót. Quay đầu lại, nàng nhận ra đó là một thiếu phụ cao lớn, khá đẹp, với khuôn mặt dạng dĩ và mái tóc đỏ chói, quá đỏ để có thể xin là màu tóc thật. Đây là lần thứ nhất nàng nhìn tận mắt một người đàn bà chắc chắn đã có là một cái gì trên tóc, cho nàng nhìn ả ta một cách mê mẩn, nàng thì thầm hỏi. Bác Peter, ai vậy? Tôi không biết. Bác biết mà. Ai vậy bác? À, cái bà đó tên là Belle Watling. Peter vừa đáp vừa sợ dài môi dưới xuống. Scarlett hiểu ra ngay gì bác ta không nói tới tiếng cô hay bà để nói về người đó. Nhưng là ai mới được chứ?
Ông Peter sầm mặt quất roi lên mình ngựa. Bà Scarlett, cô Petey không thích bà đặt những câu hỏi không dính líu gì tới bà. Ở đây bây giờ có không biết bao nhiêu người không cần phải nói tới. Trời đất, Scarlett im lìm nghĩ. Chắc là một phụ nữ đồi trụy. Nàng chưa hề nhìn thấy một người đàn bà đồi trụy nào cả nên ngoái đầu lại nhìn theo, cho tới khi ả kia khuất dạng trong đám đông. Các gian hàng và cơ sở quân sự lúc này đã ở cách nhau rời rạc, con đường còn nhiều thửa đất trống hai bên, cuối cùng khu thương mại đã lùi lại phía sau và khu tư gia hiện ra trước mắt. Cọc lén nhận ra những ngôi nhà quen thuộc, nhà của Leiden, đệ vệ Oai Niêm, nhà họ Bonnell với những chiếc cột trắng và cửa lá sắt xanh, nhà của gia đình McClure, xây bằng gạch đỏ luôn luôn kín cửa sau những hàng dậu hoàng dương. Xe phải đi chậm lại, vì có nhiều người gọi Scarlett từ các mái hiên, từ các khu vườn, và cả những người trên lề đường cũng chào hỏi nàng. Trong số những người đó có một ít nàng quen biết sơ sài, một số chỉ manh mắn nhớ ra, còn phần lớn đều xa lạ. Vậy là cô Pitipat đã loan báo cùng khắp về chuyện nàng tới Atlanta. Nàng phải lần lượt trao thằng bé cho hết bà này tới bà khác. Họ đã không ngần ngại dẫm bừa vào bùn tới tận xe nàng, để ôm lấy thằng bé, khen ngợi và hôn hít. Tất cả đều đòi hỏi nàng có gia nhập các hội may giá, đan thêu và các ủy ban bệnh viện của họ, nhất là không được hứa với bất cứ ai. Thế là, nàng phải hứa bừa với từng người. Khi họ đi qua một ngôi nhà tường xanh lợp ngói, một con nhã da đen đang đứng canh chừng trên thềm la lên. Bà ấy tới rồi! Thì bác sĩ Need cùng vợ và đứa con trai Phil, 13 tuổi chạy ra chào hỏi rối rít. Scarlett nhớ là họ đã có dự hôn lễ của nàng. Bà Need leo đứng lên đòn của xe bà ngẩng cổ để nhìn rõ đứa con nàng. Phần bác sĩ Need, ông chẳng ngại bùng lầy, lội ra đến tận xe Scarlett. Ông hơi cao và gầy. Chòm râu nhọn ở cằm xám như màu sắc, quần áo rộng thùng thình bay phần phật, giống như chúng vừa bị một cơn gió thổi mắt vào người ông. Atlanta xem ông như nguồn gốc của sức mạnh và cẩn trọng, bởi thế chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi ông thu phục được lòng tin của họ. Nhưng mặc dù có thói quen hay tiên đoán và hay tự phụ, ông vẫn là người xứng đáng của thành phố. Sau khi bắt tay Scarlett và khều vào bụng Ray, khen ngợi nó, bác sĩ báo cho nàng biết cô Pitipat thề sẽ không để cho nàng phục vụ ở dưỡng đường hay hội cuốn băng nào khác ngoài hội của bà Need. Scarlett kêu lên, ôi trời ơi, tôi đã hứa với cả ngàn bà khác rồi đó. Bà Need bất bình, vậy là bà Meriwether lại xen vào rồi, thật là tồi tệ, chắc chắn là bà ấy đã đứng đợi từng chuyến xe lửa tới. Scarlett thú nhận, tôi đã hứa, vì chẳng có ý niệm gì về những chuyện đó, mà ủy ban bệnh viện là cái gì vậy? Hai vợ chồng bác sĩ hơi ngượng vì sự dốt nát của nàng, bà Nhi được giải thích. Cháu cứ mãi sống ở đồng quê dĩ nhiên là không biết được, chúng ta đã thành lập nhiều hội nữ điều dưỡng cho các dưỡng đường và hoạt động vào những ngày khác nhau. Chúng ta săn sóc thương binh, giúp đỡ các bác sĩ cuộn băng và quần áo và khi thương binh đã đủ sức xuất viện, chúng ta sẽ mang họ về nhà riêng để tĩnh dưỡng, cho đến khi nào họ có thể về đơn vị được. Chúng ta còn phải chăm sóc vợ con của những thương binh nghèo khổ, phải nói là bần cùng mới đúng. Ông Neil làm việc ở bệnh viện nơi ủy hội của tôi đang hoạt động, ai cũng nói ông là một bàn tay mầu nhiệm và... Bác sĩ Neil âu yếm ngắt lời vợ. Đó, thôi bà, đừng nên đem tôi ra khoe khoang trước mặt người khác chứ. Tôi có làm gì đáng kể đâu, bởi vì bà không chịu cho tôi ra mặt trận mà. Bà Nhi giãy nảy. Không để ông đi, ông đổ cho tôi hả? Cả thành phố không chịu để ông đi, chứ có phải tôi đâu, ông biết mà. Cháu Scarlett nghĩ coi, khi hay tin ông muốn đi Virginia làm quân y sĩ giải phẫu, các bà đều ký tên vào một thỉnh nguyện thư, yêu cầu ông ở lại. Dĩ nhiên là thành phố này không thể làm được việc gì nếu chẳng có ông. Bác sĩ lại nhắc lời, hiển nhiên xúc động bởi lời ca tụng của vợ. Nữa rồi, bà lại nói vậy,
Có lẽ là đã có một thằng con ra trận là cũng đủ rồi. Thằng bé Phil la lên tràn trề hy vọng. Năm tới con cũng đi, con sẽ giữ trống, con biết cách đánh trống rồi. Ba má muốn nghe con đánh trống không? Để con lấy trống ra nha. Không, bây giờ chưa được, năm tới cũng vậy nữa con, có lẽ phải tới năm kia. Bà Nick kéo con vào lòng mặt chợt hiện nét lo âu, Phil đẩy bà ra. Đợi cái chừng đó thì hết chiến tranh rồi còn gì, má đã hứa với con mà. Scarlett nhận thấy cả hai ông bà nhìn nhau lo ngại. Darcy Nick đang chiến đấu ở Virginia, bởi thế họ càng cố giữ đứa con trai duy nhất còn lại. Bác Peter hắng giọng. Cô Petey không được khỏe lúc tôi đi. Nếu tôi không về sớm, chắc cô ấy lại ngất. Bà Nick chào. Thôi tạm biệt cháu, chiều nay tôi sẽ đến thăm. Cháu nhớ nói dùm với Petey là nếu cháu không gia nhập quỹ hội của tôi, bà ấy sẽ khổ với tôi đó. Cỗ xe lọt tới và lướt đi trên con đường trơn trượt. Scarlett dựa vào nệm mỉm cười. Lần đầu trong mấy tháng nay, nàng mới thật sự cảm thấy dễ chịu. Với dân số đông đúc nhộn nhịp và làn sóng kích động ngấm ngầm, Atlanta thật là thú vị, sôi động và xinh đẹp hơn vùng đồn điền heo hút Charleston, nơi đêm đêm chỉ nghe có tiếng cá sấu, nơi suốt ngày chỉ quanh quẩn mộng mơ trong những khu vườn có tường cao dây kính. Atlanta cũng có nhiều sinh khí hơn Savannah, nơi chỉ có những con đường rộng thênh thang, hai bên toàn là dừa, với con rập bùn lầy bên cạnh. Phải, ngay lúc này, nó còn đẹp hơn cả Tara. Cho dù Tara đã chiếm một địa vị quan trọng đối với nàng cũng vậy. Có một cái gì phấn khởi bao trùm thành phố với những con đường bùn lầy chật chội, những ngọn đồi trọc, đất đỏ bao quanh. Một cái gì non nớt và thô bạo, như bản chất thô bạo và non nớt của nàng, được che phủ bởi lớp vỏ dịu dàng mà Mami và Erlen đã cố tạo ra. Đột nhiên nàng nhận ra, đây chính là nơi nàng mong mỏi, không trầm lặng, êm ả như tính chất của những thành phố cũ buồn tẻ, bên cạnh những dòng sông nước đột ngầu. Nhà cửa dần dần thưa thớt hơn, cật lén nghiêng đầu ra, nhìn ngôi nhà gạch đỏ mái lợp cá đen của cô Kitty Pat. Dường như đây là ngôi nhà cuối cùng ở về phía bắc thành phố. Xa hơn nữa, con đường cây đào thu hẹp dần, và quanh co dưới những cành cây khổng lồ, rồi mất hút trong khu rừng dày bịch im lìm. Hàng rào cây vừa mới sơn trắng và sơn trước lốm đốm vàng với những bó hoa trường thọ cuối mùa. Trên thềm đã có hai người đàn bà mặc đồ đen đứng đợi, phía sau là một người đàn bà mập mạp màu da vàng, đang nghe răng cười, hai tay thọc vào trong chiếc khăn. Cô Kitty Pat béo tròn cứ lắc la lắc lư trên đôi chân bé xíu, một bàn tay đều trên ngực để trấn áp nhịp tim đang đập rộn. Nhìn thấy Melanie đang đứng bên cạnh cô, cọc léo ghê tởm nhỉ, chính con bé gầy gò trong bộ trang phục kia sẽ là chiến lại của nàng ở Atlanta này. Nàng cũng nhận thấy mấy lọn tóc đen lơ thơ của Melanie đã được dính lên cao gọn gàng, đúng tư cách của người đã có chồng, và đón tiếp nàng với một nụ cười âu yếm, nét sung sướng hiện rõ trên khuôn mặt hình trái tim. Khi một người miền Nam chịu khó sắp xếp hành lý và đã đi khoảng 20 dặm để thăm ai, cuộc viếng thăm ấy ít thường ngắn hơn một tháng, thường thì lâu hơn. Người miền Nam rất thích được làm khách và đắt khách, không hiếm người thăm bà con vào dịp Giáng sinh thường ở nán lại cho tới tháng 7. Những cặp vợ chồng mới cưới đi hưởng tuần trăng mật, có khi kéo dài thời gian cư trú của họ thích cho đến khi đứa con thứ hai của họ ra đời. Thường thường những bà cô, ông bác già đến chơi nhà con cháu, vào một ngày chủ nhật nào đó đã ở lại luôn vài năm sau, cho đến khi người ta đưa họ xuống mồ. Chuyện khách khứa không thành vấn đề ở miền Nam. Hầu hết nhà cửa đều quá rộng lớn, gia nhân đông, và việc nuôi thêm nhiều miệng ăn chỉ là việc thứ yếu trong miền đất sung túc này. Bất cứ ở tuổi nào, phái nào, ai ai cũng có thể đi thăm viếng, chẳng hạn như những cặp vợ chồng hưởng tuần trăng mật, các bà mẹ trẻ đi khoe con mới sinh, người đang dưỡng bệnh, những kẻ mồ côi, các cô gái mà cha mẹ muốn cho xa lánh những cuộc hôn nhân không môn đăng hộ đối.
Các thiếu nữ đã gần tới tuổi ấy chồng nguy hiểm và hy vọng tìm được một hôn phu xứng đáng nhờ sự mai mối của họ hàng nơi khác. Khách khứa làm sôi động và biến đổi nếp sống đều đều của miền Nam, cho nên tất cả đều được tiếp đón niềm nở. Do đó Scarlett đến Atlanta mà không biết rằng mình sẽ nấn ná lại bao lâu. Nếu chuyện hiến thăm của nàng cũng tẻ nhạt như ở Sarania và Celestine, có lẽ nàng sẽ trở về sau một tháng. Nếu được hài lòng, nàng có thể ở lại một thời gian vô định. Nhưng chưa được bao lâu, cô Kitty và Melanie đều cùng khuyên Scarlett hãy ở lại luôn với họ. Họ viện nhiều lý do có thể chấp nhận được. Họ muốn ở gần nàng vì họ thương yêu nàng, họ cô độc và luôn luôn hồi hộp lo âu trong căn nhà rộng lớn này, trong khi Scarlett thừa dạn dĩ để làm cho họ bớt sợ hơn. Giả lại, nàng cũng rất duyên dáng, đủ để an ủi sự phiền muộn của họ. Hiện thời Sharks đã chết, chỗ của nàng và con nàng phải là nơi có gia quyến Sharks. Hơn nữa, theo di chúc của Sharks, phân nửa ngôi nhà này thuộc về nàng. Lý do sau cùng là liên bang miền Nam cần tới những bàn tay để may giá đang theo quấn băng và săn sóc thương binh. Chú của Sharks, ông Henry Hamilton, sống độc thân trong khách sạn Atlanta gần nhà ga, cũng nghiêm trang bàn với Scarlett về vấn đề này. Chú Henry thấp bé bụng to, là một ông già khó tính, mặt hồng hào tóc dài trắng xếu. Chú thường gắt gỏng với những người đàn bà nhút nhát và hay nói nhảm. Đó là lý do khiến chú ít khi nói chuyện với em gái, cô Pitipat. Từ nhỏ họ đã hoàn toàn bất đồng về tính khí, và càng ngày họ càng mất thêm thiện cảm với nhau, bởi những lời phản đối của ông về cách giáo dục Sharks của cô Pitipat. Có lần ông chú nói toạt ra, biến đứa con trai của một chiến sĩ thành một thằng lại cái mà coi được hả? Mấy năm trước, chú không ngớt mắng chửi cô Kitty cho đến nỗi tới ngày nay, cô chẳng bao giờ nói gì về chú, ngoài những lời thì thầm kín đáo, đủ khiến cho một người lạ có thể nghĩ rằng vị luật sư xã chính kia chính là một kẻ sát nhân. Chuyện đó xảy ra một hôm khi cô Kitty muốn rút 500 đô la trong phần gia tài của cô do chú giữ, để hùn vào một mỏ vàng chưa thành hình. Chú Henry từ chối giận dữ mắng là đầu óc cô không hơn gì đầu óc của một con bọ. Chú lại còn nói thẳng ra là không thể nào chịu nổi khi ngồi gần cô 5 phút. Kể từ ngày đó cô chỉ gặp chú mỗi tháng một lần khi bác Peter chở cô đến gian phòng của chú để lấy tiền chi dùng trong nhà. Sau những lần gặp gỡ ngắn ngủi này, cô Kitty thường hay nằm luôn cả ngày trên giường để khóc và hít thuốc khỏe. Melanie và Sharks rất thuận thảo với chú, thường đề nghị để họ đứng ra dàn xếp mối gây cấn đó. Nhưng cô Kitty luôn luôn nín chặt cái miệng trẻ con của cô và khước từ. Henry là nỗi khổ của cô và cô muốn tự gánh lấy. Từ đó Melanie và Sharks khám phá ra rằng cô của họ cảm thấy hài lòng thật sự về những cảm xúc thỉnh thoảng có một lần, bởi vì đó là những xúc động duy nhất trong cuộc sống quá bình lặng của cô. Chú Henry thích cặp lớp ngay, vì theo lời ông có thể nhận thấy bên trong cái kiểu cách ngớ ngẩn, nàng còn có một ít thông minh. Không những ông quản lý tài sản của Kitty và Melanie, mà còn luôn cả tài sản của Scarlett do Sharks để lại. Scarlett hết sức ngạc nhiên khi biết mình là một thiếu phụ khá giả, vì chẳng những Sharks đã để lại cho nàng một nửa ngôi nhà của cô Kitty, mà còn một số đất nông trại và bất động sản trong thành phố nữa. Thêm vào đó là những kho hàng và cửa tiệm dọc theo đường xe lửa gần nhà ga, một phần thuộc về quyền thừa kế của nàng. Từ ngày có chiến tranh, trị giá của những thứ đó đã gia tăng gấp 3 lần. Khi chú Henry giao cho nàng bản kết toán di sản, ông bàn luôn với nàng về chuyện ở luôn tại Atlanta. Ông nói, khi Wade Hampton trưởng thành, nó sẽ là một thanh niên giàu có. Cứ theo cái đà phát triển của Atlanta hiện nay, tài sản của nó sẽ có giá trị 10 lần hơn trong 20 năm tới. Và chẳng còn gì đúng hơn việc một đứa bé được nuôi dưỡng, ngày nơi có tài sản của nó,
vì nó cần phải học cách chăm sóc sản nghiệp của mình và luôn cả gia tài của Pippi và Melanie nữa. Nó sẽ là người đàn ông độc nhất mang họ Hamilton ở đây. Chú chẳng còn sống được bao lâu nữa. Về phần bác Peter, bác coi chuyện Scarlett ở lại luôn là chuyện tất nhiên. Bác không nghĩ tới việc đứa con duy nhất của Charles có thể được nuôi nấng và dạy dỗ ở một nơi nào khác mà không có sự chăm sóc của bác. Trước những lý lẽ đó, Scarlett chỉ cười, chứ không nói gì cả. Nàng không muốn hứa hẹn điều gì trước khi tìm hiểu xem mình có thể thích Atlanta và hòa hợp được với chị chồng hay không. Nàng cũng biết là cần phải có sự ưng thuận của bà Ellen và ông Jara nữa. Hơn thế nữa, bây giờ nàng đã xa lìa Tara, nàng cảm thấy nhớ kinh khủng, nhớ cánh đồng đất đỏ và những đọt lá non bông dải xanh rì cùng những buổi chiều tà êm đềm và yên tĩnh. Lần đầu tiên nàng ý thức được một cách lờ mờ về ý nghĩa lời nói của cha khi ông bảo rằng trong huyết quản của nàng đã có sẵn tình yêu đất. Bởi thế, nàng lịch sự tránh né những câu trả lời xác định về thời hạn lưu ngụ trong chuyến thăm viếng này và làm quen một cách dễ dàng với đời sống trong ngôi nhà gạch đỏ ở cuối đường cây đào yên tĩnh đó. Sống chung với thần quyến của Sọt, nhìn thấy nơi đã đào tạo nên anh, Scarlett mới hiểu được phần nào về người con trai đã biến nàng thành đàn bà, thành quá phụ, rồi sau đó là một bà mẹ trong một thời gian nhanh chóng. Nàng cũng dễ dàng nhận ra tại sao Sọt lại quá rụt rè, quá ngây thơ và thiếu thực tế như vậy. Nếu Sọt đã thừa hưởng ở người cha chiến sĩ dòng máu nghiêm nghị, dũng cảm và nóng nảy, thì cũng ngay từ lúc nhỏ, dòng máu anh hùng đó đã bị tẩy sạch bởi cái không khí đàn bà mà anh đã sống và lớn lên trong đó. Anh đã hết lòng với cô Pitty tính còn trẻ con. Anh gần gũi với Melanie hơn mấy người anh. Đối với Sọt, đó là hai người đàn bà dịu dàng nhất trên đời. 60 năm trước, cô Pitty chào đời với cái tên là Sarah Jane Hamilton. Nhưng từ ngày người cha thân yêu của cô đã đeo dính cho cô cái hiệu Pitty ấy và cái điệu bộ lăng xăng hiếu động của cô trên đôi chân quá nhỏ, đến nay chẳng ai còn gọi cô tên nào khác nữa. Những năm sau, lần đặt tên thứ hai đó đã có nhiều thay đổi xảy ra khiến cho cái biệt danh ấy trở nên không còn thích hợp nữa. Lúc nhỏ cô đi đứng mau lẹ, nhưng đến bây giờ cô chỉ còn giữ lại hai bàn chân quá nhỏ, không cân xứng với sức nặng của cô, lại còn cái tật hay nói căng nói cụi như trẻ con. Người đẩy đà, má hồng hào và tóc bạc trắng, cô luôn luôn như nghẹt thở vì suốt quá chặt dây áo nịt. Cô không thể bước xa hơn một dãy nhà trên đôi chân bé nhỏ, nhét chật cứng trong đôi giày cũng quá nhỏ. Hơi xúc động một chút là tim cô đập loạn lên, nhưng cô lại thức dậy và chẳng chút xấu hổ nào, cho nên cô cứ ngã ra bất tỉnh, bất luận bởi sự kích động nào. Mọi người đều biết mấy vụ ngất xỉu của cô chỉ là sự giả vờ của các bà quý phái, nhưng họ cũng mến cô nên chẳng nói ra. Tất cả đều mến cô và xử sự với cô như với một đứa bé, chỉ trừ một người, và người đó là Henry, anh của cô. Cô thích nói lăng nhăng hơn là những chuyện bàn tán cũng khéo lý thú trong bữa ăn. Cô có thể nói tiếng lia hàng giờ một cách vô hại về chuyện của người khác. Cô cũng không nhớ tên tuổi ngày tháng, hay nơi chốn của việc gì, hay của ai, và thường lẫn lộn các danh tính của tài tử ở Atlanta với một nơi khác, và điều đó cũng chẳng khiến ai phải bận tâm. Không một ai muốn nói chuyện gì có vẻ kích động hoặc bê rứa với cô, bởi vì cuộc sống gái già của cô cần phải được bảo vệ, mặc dù cô đã tới tuổi lục tuần, và những bạn bè của cô đều vui vẻ ngấm ngầm là cứ coi cô như một đứa bé được nuông chiều. Melanie giống cô trên nhiều phương diện, nàng cũng nhút nhát, dễ thẹn thùng và quá khiêm nhường như cô.
Tuy nhiên nàng vẫn có một khiếu nhận thức riêng. Scarlett bất đắc dĩ nhìn nhận, trên phương diện nào đó mình không thể coi thường chị ta. Cũng như cô Kitty, nét mặt của Melanie vẫn là một đứa trẻ chẳng bao giờ tìm thấy những gì khác hơn là một tâm hồn mộc mạc và khoan thứ, sự thật và tình thương. Một đứa bé chẳng bao giờ nhìn thấy những chuyện tàn nhẫn đồi bại, và cho dù có chứng kiến đi nữa, đứa bé đó cũng chẳng nhận ra như thế. Lúc nào cũng cảm thấy tràn trề hạnh phúc, Melanie muốn cho mọi người chung quanh đều có hạnh phúc, hay ít ra là cũng bằng lòng với số phận của họ. Trong chiều hướng đó, nàng luôn luôn thấy cái hoàn thiện ở mọi người. Nơi một con ở đần độn mấy, nàng cũng có thể tìm thấy một chút gì trung thành và dễ thương. Nơi một cô gái xấu xí và khó chịu đến đâu, nàng cũng tìm được một vài nét duyên dáng hay thanh nhã. Và ở một người đàn ông vô dụng hay gắt gỏng, nàng cũng thấy được những điều tốt mà họ có thể thực hiện được hơn là những gì kẻ ấy đang làm. Vì những đức tính chân thành và tự nhiên xuất phát từ tấm lòng quảng đại đó mà ai cũng đến với nàng. Còn ai có thể cưỡng lại được sự mê hoặc của một người chỉ tìm thấy ở kẻ khác những tính tình đáng phục mà ngay họ cũng không dám mơ ước. Nàng có thật nhiều bạn trai và bạn gái hơn bất cứ ai trong thành phố, nhưng nàng chỉ được rất ít người si mê vì chẳng có lấy một chút ương ngạnh hoặc ích kỷ nào để có thể mê hoặc đàn ông. Những gì Melanie đã làm không ngoài những điều mà các cô gái miền Nam đã được dạy bảo, để làm cho những người xung quanh họ cảm thấy thoải mái và thích thú hơn. Đó là một sự toa độc đáng yêu của nữ giới, làm cho xã hội miền Nam trở nên thú vị. Phụ nữ miền Nam biết rằng, một vùng đất mà đàn ông đã chinh phục, đã hài lòng và đã được sống an toàn trong lớp vỏ tự phụ, không hề bị chỉ trích của họ, thì đó cũng là nơi mà đàn bà cho là đáng sống. Vì từ lúc ra đời cho tới khi xuống mộ, nữ giới luôn cố gắng làm cho nam giới thỏa mãn lòng tự ái của họ, và những người đàn ông được thỏa mãn đó có bổn phận đền đáp bằng cách ngưỡng mộ đàn bà nhiều hơn. Thật vậy, đàn ông sẵn sàng trao cho đàn bà tất cả, ngoại trừ óc thông minh. Scarlett đã học tập cách làm ra duyên dáng cũng như Melanie, nhưng thiếu chăm chú và thiếu hoàn bị hơn. Cái khác biệt giữa Melanie và Scarlett nằm trong sự kiện Melanie nói năng hòa nhã và tâng bốc mọi người để làm họ hài lòng dù trong chốc lát. Còn Scarlett thì chẳng bao giờ như vậy được, trừ phi đã có sẵn ý định chiếm đoạt vì mục đích riêng. Từ hai con người mà Scarlett yêu mến nhất đời đó, anh chẳng đã nhận được một ảnh hưởng quả cảm nào, không học hỏi được gì về sự tàn nhẫn hay thực tế của đời, và ngôi nhà mà anh đã sống cho tới tuổi trưởng thành thật quá êm đềm, như một tổ chim. Nó hoàn toàn yên tĩnh, cũ kỹ và êm dịu quá so với Tara. Đối với Scarlett, ngôi nhà này hãy còn thiếu mùi rượu mạnh ở đàn ông, mùi thuốc lá và mùi dầu Macassar, thiếu những giọng ồ ề, những tiếng chửi rủa, thiếu những cây súng, những bộ râu, yên cương ngựa và lũ chó săn lẩn quẩn bên chân. Nàng thấy nhớ những tiếng cãi lẫy, gây gỗ nhau khi bà Ellen vừa quay lưng đi, Mami gây rối với Paul, Rosa cãi với Tena, những cuộc đấu khẩu gay gắt giữa nàng và Suellen, những lời nạt nộ của ông Geran. Sharp có cái vỏ ẻo lão như con gái, cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên vì đã lớn lên trong một ngôi nhà như vậy. Ở đây không hề có một dấu hiệu sôi động nào, không một tiếng nói to, ai cũng muốn làm theo ý kiến của kẻ khác, và rốt cuộc, một người da đen độc đoán ở trong nhà bếp đã nắm giữ hết quyền hành. Scarlett tưởng rằng đã thoát được sự kiềm chế của Mami, bây giờ lại khổ sở hơn vì những tiêu chuẩn của bác Peter về lối sống của các bà quý phái, đặc biệt là đối với quả phụ Sharks, còn nghiêm ngặt hơn cả Mami nữa.
sống giữa những con người đó. Scarlett trở lại với con người thật của nàng, và gần như trước khi ý thức được điều đó, tâm hồn nàng đã trở lại bình thản. Nàng chỉ mới 17 tuổi, dồi dào sinh lực và ý chí. Đã vậy, người nhà của Scarlett còn cố gắng làm cho nàng được sung sướng. Nếu họ chỉ đạt được một phần nhỏ thì đó không phải là lỗi của họ, bởi không ai có thể xoa dịu được cơn đau nhói ở tim nàng khi nghe nhắc đến tên Ashley, mà Melanie lại thường hay đề cập đến cái tên ấy. Nhưng Melanie và cô Kitty dường như không thối chí trong mục tiêu làm nguội sự phiền muộn mà họ ngỡ là nàng đang gánh chịu. Họ đặt chuyện buồn phiền của họ một bên để làm nàng khuây khỏa. Họ lo lắng đến chuyện ăn uống, giấc ngủ trưa và giờ đi dạo bằng xe của nàng. Không những họ ngưỡng mộ nàng thái quá về tính tình linh hoạt, về thân hình cân đối, về chân tay xinh xắn và làn da trắng nõn của nàng, họ lại thường nâng niu ôm ấp và hôn hết nàng để nhấn mạnh thêm những lời thương yêu của họ. Scarlett không quan tâm đến những sự mơn trớn, nhưng nàng cũng thấy thích thú với những lời ca tụng. Không một ai ở Tara nói những lời khoan khoái như thế cả. Thật thế, Mami chỉ dùng thì giờ của bà để ngăn trở quan điểm sống của nàng. Thằng bé Wade từ lâu không còn quấy rầy nàng nữa, vì cả gia đình từ da trắng lẫn da đen cho đến láng giềng đều ưa thích và không ngớt trong nhau bồng ẩm nó. Nhất là Melanie lại quá luôn chiều nó. Ngay cả những lúc nó la hét chói tai, Melanie cũng cho rằng nó dễ thương và còn nói thêm: cục cưng vàng ngọc của cô, ước gì cưng là của cô. Đôi khi Scarlett thấy khó mà giấu được cảm nghĩ của mình, vì nàng vẫn cứ coi cô Beauty như một bà già đần độn và tính ngớ ngẩn cùng những chuyện tầm phào của cô, cứ làm cho nàng bực dọc. Với Melanie, lòng ghen ghét của nàng càng gia tăng. Nhiều lúc, nàng đột ngột ra khỏi phòng, trong khi Melanie mắt sáng ngời vì hãnh diện, nói về Ashley hay đọc to những lá thư của chàng. Nhưng dù sao đời sống cũng đã trở nên thoải mái phần nào. Atlanta thú vị hơn Savannah hay Celestin hoặc Tara. Nó đem tới cho nàng nhiều bận rộn kỳ lạ, trong tình trạng chiến tranh đến nỗi nàng ít có thời giờ để nghĩ ngợi hoặc buồn phiền. Tuy nhiên lắm lúc, sau khi đã tắt ngọn đèn cầy và vùi đầu trong gối, nàng thường thở dài và nghĩ vẩn vơ. Phải chi Ashley chưa cưới vợ, phải chi mình không làm nữ điều dưỡng trong cái nhà thương ôn dịch đó, ồ, phải chi mình có được vài người theo tán tỉnh. Nàng ghê tởm nhiệm vụ nữ điều dưỡng ngay từ đầu, nhưng không thể nào tránh thoát bởi vì nàng có chân ở cả hai ủy hội của bà Need và Meriwether. Điều này có nghĩa là 4 ngày mỗi tuần, nàng phải làm việc trong nhà thương nóng bức và hôi hám, với mái tóc quấn cao gọn trong khăn và một chiếc yếm che từ cổ xuống chân. Những người có chồng dù trẻ hay già đều phải làm nữ điều dưỡng, họ làm phận sự với tất cả hăng say đến nỗi Scarlett cho đó là lòng cuồng tín. Họ cho rằng nàng cũng thâm nhiễm được lòng ái quốc nhiệt thành của họ, và họ sẽ kinh hoàng biết bao nếu biết được rằng Scarlett chẳng quan tâm mấy tới chiến tranh. Ngoại trừ sự đau đớn âm thầm vì việc Ashley có thể tử thương, nàng chẳng chú ý gì tới chiến tranh và phải làm nữ điều dưỡng chỉ vì nàng không biết làm sao từ chối được. Việc săn sóc thương binh nhất định là chẳng có gì thơ mộng cả. Với nàng, đó là những tiếng rên la, mê sản, cái chết và mùi hôi tanh. Bệnh viện tràn ngập những người dơ bẩn, rô ria xòm xòm, đầy cháy rận hôi hám kinh khủng, mình đầy những vết thương ghê tởm, đủ làm nôn mửa một tín đồ Thiên Chúa giáo. Các nhà thương đều dậy mùi hôi thối của chứng hoại thư, nó xông thẳng vào mũi nàng thật lâu trước khi nàng đi tới các cửa phòng. Nó bám vào tay, vào tóc và ám ảnh nàng cả trong giấc mộng. Rồi nhặn và mũi bay đua nhau vo ve quanh phòng bệnh, tấn công tới tóc các bệnh nhân, khiến họ chửi rủa ầm lên hoặc khóc thầm đau đớn. Scarlett vừa gãi những vết mũi
vừa dung quạt lá đuổi ruồi cho đến lúc hai vai đau nhức, và nàng rủa thầm, sao họ không chết hết cả đi. Melanie hình như không ngửi thấy mùi hôi tanh, không để ý đến những vết thương lở loét hay sự trần truồng của những thương binh. Scarlett lấy làm lạ tự hỏi, một người quá nhút nhát và nết na như thế, sao lại có thể như vậy được? Đôi khi bưng bồn nước hoặc dụng cụ y khoa cho bác sĩ Nick, cắt những lõm thịt thối, mặt Melanie trắng bệch. Một lần sau cuộc giải phẫu, Scarlett nhìn thấy Melanie trong phòng chứa quần áo, nôn mửa lặng lẽ vào khăn. Nhưng lúc nào ở bên cạnh thương binh, Melanie vẫn khả ái, thật tế nhị, và thường hay dỗ về họ. Tất cả thương binh đều gọi nàng là bà tiên nhân từ. Scarlett cũng thích tước hiệu đó, nhưng muốn vậy là phải nhúng tay vào những người lúc nhúc cháy rận, phải sờ mó cổ họng những người đang mê thuốc để coi họ có nghẹt thở vì hút phải một mẩu thuốc lá hay không, băng bó những đoạn chân tay bị cưa hay bắt dòi trong những chỗ thịt lở lết. Không, nàng không thích làm nữ điều dưỡng chút nào. Nàng có thể cảm thấy dễ chịu hơn nếu được phép sử dụng vẻ duyên dáng của mình với những người vừa hồi phục. Vì phần đông họ đều dễ nhìn và là con nhà danh giá, nhưng nàng lại không được làm ở đó vì tình trạng quá bùa. Các thiếu nữ quý phái trong thành phố không được làm nữ điều dưỡng vì người ta sợ họ chứng kiến những cảnh không xứng với đôi mắt nguyên trinh của họ. Vì vậy họ được phó thác việc coi sóc những người vừa mới phục hồi sức khỏe. Không chồng mà cũng không phải quá bùa, họ hoàn toàn tự do, mặc sức chọc phá những người này. Ngay cả những cô kém duyên dáng nhất, Scarlett buồn bã nhận thấy, cũng dễ dàng tìm được một anh chàng nào đó để đính hôn. Ngoài sự hiện diện của những kẻ thiếu hy vọng cứu chữa hoặc bị thương nặng, Scarlett chỉ hoàn toàn sống trong thế giới đàn bà. Điều này càng làm cho nàng bực bội hơn, bởi vì chẳng những không tin tưởng vào nữ phái, nàng lại luôn luôn khó chịu khi phải chung đụng với người cùng phái. Nhưng cứ ba chiều một tuần, nàng phải tới hội may vá và cuộn băng do thân hữu của Melanie tổ chức. Các cô gái hầu hết đều biết Sharp, nên rất ân cần và niềm nở với nàng. Đặc biệt là Fanny Elson và Mabel Meriwether, ái nữ của hai quả phụ quý tộc trong thành phố. Nhưng được họ kính mến nhiều, nàng có cảm tưởng bị liệt vào hạng già nua và sắp phế thải. Họ không ngớt bàn về những buổi khiêu vũ, những kẻ su mê họ khiến nàng đã ghen tức hạnh phúc của họ và phẫn uất tình trạng quá bụa của mình. Đã không cho nàng làm được gì nữa cả. Ồ, mình đẹp gấp 3 lần Fanny và Maybelle. Ồ, tại sao cuộc đời cứ bất công? Tại sao mọi người đều cứ nghĩ rằng trái tim của mình đã được vùi xuống mồ, trong khi sự thật nó đang ở Virginia với Ashley? Nhưng mặc dù có phải phiền muộn như vậy, nàng vẫn hài lòng về Atlanta, và chuyến viếng thăm của nàng kéo dài từ tuần này sang tuần khác.